Thật ra thì đáng lẽ là cái thử thách tiếp theo của chúng ta là một cái thử thách đấu vật ạ. What? Đấu vật đi, vô. Đấu vật đi, vô. Yakun Lady, công việc bán hàng dành cho phụ nữ. Đây, đạo cụ đã sẵn sàng. Sao vậy anh? Đạo cụ đã sẵn sàng. Sao vậy anh? Trời ơi, chậm quá. Tập gym làm cái gì mà sao vậy này? Bụng bự dữ vậy? Bự dữ vậy? Ủa em, sao mình không chơi cái trò chơi là trí tệ rồi cái chịp cái trí IQ rồi này nọ? Tại sao lại cho cái trò chơi gì mà như hai con trâu nước vậy em? Ủa, cái này hết sức IQ nha. IQ chỗ nào? Nè, bây giờ anh phải làm sao? Dù cái này là bên anh Lâm nè, thấy không? Anh phải lấy được cái bông của mình. Xong rồi anh cắm qua bên chỗ của đối thủ. Đó. Vậy tại sao phải cột cái sợi dây thừng này vào bụng của chúng tôi chứ? Ủa chứ không lẽ giờ kêu anh ơi, anh qua lấy cái bông anh cắm vô đây đi thì chơi làm gì? Tại sao không cho cái câu hỏi gì đó, ai bấm chuông hay không, ai thông minh hơn chạy là cắm bông đồ này nọ. Tại sao lại bắt tụi tôi quá thân tình hay chú trâu như vậy? Đổi chương trình. Sao vậy? Qua cái phim trường kế bên, đổi người chơi, cho người chơi tiếp theo. Chơi. Không, anh nghĩ trò này vui. Tại vì nó có vừa cái trí tệ cũng như là hình thể. Sức khỏe đúng không? Sức khỏe. Anh có muốn đổi người chơi ngày hôm nay không ạ? Chắc đổi ai nhỏ nhỏ hơn tí thì bự quá. Anh Phạm Văn Mách nha. Được không? Nào, hãy cùng bắt đầu với kéo co ngựa. Yeah. Rồi. Đầu tiên lên đúng không? Lên nè. Lên nè, từ từ. Rồi. Anh còn non và xanh lắm. Mình có chơi không? Có. Ủa sao với anh vậy? Anh còn non quá trời. Ba lượt nha, mình chơi lượt 1 là nháp rồi. Lượt 2 mình cố gắng chơi anh nha. Nha. Anh hiểu không? Hiểu rồi. Và 3, 2, 1, bắt đầu. Đó. Kịch tính quá. Trời ơi, anh hiểu rồi. Anh bị lôi. Cái gì vậy anh? Một giây à. Tôi ơi. Sao anh thua hoài vậy? Hai hiệp rồi. Vậy là anh thắng luôn rồi. Tại em cảm thấy là không mất công bằng á. Không công bằng. Đúng rồi. Anh lôi anh Hiếu đi mà giống như là lôi ảnh không chống cự được. Đúng rồi. Em thấy ảnh vậy nè, ảnh vẫn trượt theo. Tội nghiệp ha. Không sao, em sẽ hội ý lại với biên tập, anh yên tâm. Trò chơi tiếp theo em sẽ chiếu cố cho anh. Dạ đây, thử thách thứ hai của chúng ta rất là nhiều màu sắc. Thử thách được mang tên là chị ông nâu và em bé. Ủa gì kỳ vậy? Em bé đâu? Chị ông nâu đâu? Chị ông nâu này anh có phải. À, có nghĩa là bây giờ tụi anh là con ông nâu đúng không? Đúng rồi. Ủa mà con ông là cái kim nó nằm dưới đây mà sao giờ gắn lên đầu rồi? Em thích. Em thích nè. Dạ. Rồi em bé đâu? Em bé là nằm ở trong, giống như là nằm ở trong bụng mẹ. À là mình chích em bé. Ác, nhỏ này ác. Quá ác luôn. Nghĩ sao vậy? Anh, em nghĩ là anh bớt nghiệp trong suy nghĩ lại. Sao vậy? Nha. Người ta chỉ là mô phỏng hình ảnh thôi. À. Anh đưa anh đi xa mà nghe nó, trời ơi, nghe cái gì đâu mà nó phức tạp vấn đề. Ủa sao em nói là chị ông nâu thì bong bóng cũng dễ thương vậy? Mà tại sao là em bé? Bây giờ anh muốn cái gì? Chị ông nâu và bong bóng. Rồi, game này tên là chị ông nâu và những cái bong bóng. Hey. Bây giờ làm sao làm chích làm sao mà để có 10 cái quả trái cây. Rồi, hiểu rồi. Yes. Anh Hiếu hiểu chưa? Mình lầm cũng được mà phải không? Vô bên đây chít mình lầm cũng được mà. Dạ đúng. Anh chơi kỳ vậy? Đó, tại sao anh không làm đi mà anh lầm đồ của em? Đó. Lầm nhanh hơn. Rồi đó coi. Miễn là anh có được 10 quả, khi nào mà có 10 quả thì anh la lên cho em biết. Chứ không là bên đây chạy qua giành của anh. Ok. Rồi, 3, 2, 1, bắt đầu. Trước đi anh thử trước đi. Ôi giời, sao khó vậy? Không đơn giản nha. Khó nha. Đó, kìa anh lụm liền. Anh Hiếu lụm liền. Trời đất ơi. Khó vậy. Chích vô. Coi chừng chích lộn anh Lâm. Đầu quá. Đó. Chừng.
Châm chơi cái gì? Đình lập phá hết kia kia kia. Chỉnh lại đi, cái này đang chỉnh cho nó cúi xuống, chỉnh cho nó cúi xuống, chỉnh cái vòi cho nó cúi xuống một chút. Dạ, cái gì vậy, cái gì vậy trời, không tự làm đi, bằng cấp của ta. Mà cũng không lật được. Ngoài bên kia. Sao mình không xuống vậy ta? Vậy? Anh làm giùm cho ảnh luôn đi anh. Đó, anh làm giùm mót nè, làm mót nè. Làm mót đi. Nè, tập trung làm. Cái gì vậy? Nè, tập trung làm đi. Đúng rồi. Cố lên. Đó kìa anh. Kìa. Ôi, còn yếu rất là dơ à. Đủ chưa ạ? Đủ ạ. Anh Nam đủ 10 trái chưa? Cho em kiểm tra. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ôi, 2 viên vừa dục á. Ôi, 2 viên vừa dục á. Sao nhiều vậy? Nhiều vậy, anh được mấy trái? Có 3 trái hả? Trời ơi, vô dụng ghê luôn Hiếu. Mà lụm cũng không lụm kịp. Mà me người ta cũng là không lợi người ta luôn. Em rất tiếc khi phải nói với anh rằng với thử thách thứ hai này, anh Lê Dư Bảo Lâm lại chiến thắng. Yeah. Thật ra thì đáng lẽ là cái thử thách tiếp theo của chúng ta là một cái thử thách đấu vật ạ. What? Đấu vật đi, vô. Đấu vật đi, vô. Dạ không ạ. Chưa. Nhưng mà chương trình đã cảm thấy là qua hai thử thách vừa rồi thì anh Lâm, em kỳ thị anh sao á? Sao vậy? Ý là trời ơi, cái gì đâu mà giỏi quá mà nè, mồ hôi nè, trời ơi, đứng mà thở hổn hển luôn. Anh áp đảo anh Hiếu về sức lực kinh khủng quá. Cho nên trò chơi này được thiết kế dành riêng cho anh. Vậy thôi, để anh Hiếu thắng luôn đi. Không, mình phải có tự trọng chứ, đúng không anh? Mình thắng là phải danh dự chứ đâu phải muốn thắng là thắng. Vậy giờ chơi làm sao? Chơi mang tên gì? Chơi này tên là tức nước vỡ bờ. Hay quá. Cứ rót vô và cứ thay phiên lần lượt ai mà bị tràn nước ra ngoài trước thua. Hiểu, chơi. Anh được không anh? Ok, hiểu. Dạ. Rồi, trò chơi này là riêng cho anh, em thiết kế riêng cho anh, cho nên anh cố gắng nha. Xong rồi, chuẩn bị xong rồi. U là. Trời ơi, bên đây nhanh quá anh ơi. Rồi, ai trước ạ? Anh Hiếu ai trước? Đây, anh trước kìa. Rồi, okay. Xin mời anh Hiếu ạ. Đó. Ủa, nước hết luôn rồi, ít vậy? Hiếu quê em này kêu là chơi hổn á. Nó chưa đầy mà. Bây giờ nè, căng thẳng rồi ạ. Ai mà làm tràn nước là thua nha. Rung, đó.
Trời, đúng một giọt luôn. Ô, đồ gì? Anh vừa thấy cái tiểu xảo của em. Không có. Không có. Tại sao vậy? Em tại vì thực tình là sáng giờ em quay hơi nhiều nên em dễ bị say sẩm. Em bị choáng đúng không? Em bị choáng. Em sẽ đi về, anh là MC luôn. À dạ không ạ. Rồi đứng qua đây ạ. Ê, em đụng là em uống hết đi nước cho anh á. Đó. Ghê vậy. Ê chơi kỳ vậy, anh nhúng gì vậy hả? Không à, đánh nhạc quên. Anh đánh nhạc gì vậy? Đánh nhạc hay quá. Ủa ghê vậy? Sắp tràn rồi. Ôi trời. Ghê thiệt. Ủa anh ơi tràn rồi. Tự luôn, tự luôn, tự anh làm nè. Ôi trời. Rõ ràng. Đâu phải đâu, lúc đứng Vâng, và cuộc chơi kết thúc đây. Phần thắng nghiêng về Lê Dương Bảo Lâm. Là hồi nãy giờ mình chơi được 3 game rồi. Và anh thua hết 3 game. Cho nên á, là bây giờ còn 3 game nữa. Mình ráng thua luôn nha. Gỡ lại. Anh gỡ lại, không phải có danh dự chứ anh. Ít ra cũng phải thắng chứ anh hả? Ít ra thắng một cái chứ. Một cái thôi hả anh? Thì đằng sau thắng cái lại chứ. Nói chứ hai đứa tự chơi mình đi. Thấy cưng mình đó quá. Không phải, trời ơi, người ta yếu đuối quá kìa. Game nhường người ta một chút đi. Ừ. Rồi tiếp theo là gì? Sao nhường nha. Ừ, nhường. Chứ game tiếp theo lát nói. Lát nói. Bây giờ phải hội ý đã. Không, không có công bố trước nữa. Sợ quá rồi nha. Game tiếp theo à. Thở ra. Thở ra. Thở ra. Thở ra. Thở ra. Thở ra. Ủa diễn phụ em đi anh. Cứu thế giới đi anh. Thế giới đi anh. Thôi em mình làm diễn đi. Anh vẫn không thèm. Anh ghét tôi hàng sao? Anh không chơi tôi. Hả ra. Hồi nãy cái quần này là em mua bên shop của anh Lê Dương Bảo Lâm nè. Rồi cái quần gì xu vậy? Đó. Xấu vậy? Thôi quần của bà ngoại mà em. Đó. Chơi vậy, đem hai quần ra anh chơi vậy. Bây giờ em cho hai anh lựa màu luôn á. Lựa màu. Ai anh chọn thích màu đỏ nào? Bọc đô. Vậy anh Hiếu lấy màu này nha. Thấy màu nào cũng xấu xấu giống nhau hết vậy. Đó. Cái vậy đội hả? Trời đất ơi. Chứ làm gì? Bây giờ đây, thôi nè. Em trải ra sẵn luôn nè. Trải ra sẵn luôn. Và nhiệm vụ của hai anh đó là trong 3 phút thì mình phải sọc được cái quần này lên mà không dùng tay ạ. À, không dùng tay nghĩa là mình có thể bám víu bất kỳ chỗ nào, sàn. Dạ đúng rồi. Màn hình LED, ống khói, cái dao. Miễn là không có dùng cái tay để kéo lên là được. À, miễn là chà lết quét xải. Dạ đúng rồi. Cao lên là được. Miệng cũng được không? Miệng hả? Ghê vậy. Không dùng được hả? Nói chung là miễn là không dùng tay, còn lại là anh muốn dùng gì thì anh dùng. Dạ, 3 phút nha. Thời gian 3 phút bắt đầu. Đó. Wow. Trời ơi. Đứng lên luôn, đứng lên luôn. Đó, bắt đầu đem cái bộ ổn rồi đó. Đi đâu á? Đi kiếm đồ. Anh ơi, em phải dưới cái quần đi thôi. Để tôi kéo qua cho. Chị kỳ vậy? Để tôi kéo qua cho cái quần đi cho anh. Rồi. Chị kỳ vậy? Đó, trời ơi, lên gần hết rồi. Đó, sắp lên rồi anh. Trời ơi, khó quá. Trời ơi, bên kia lên. 30 giây cuối cùng. 30 giây cuối cùng rồi nha. Hay quá vậy.
Đâu vậy anh Lâm, đứng lên. Lên được có nhiêu đây à? Trời ơi, xích qua xích qua. Wow. Nữa rồi, cãi sao được. Ủa tại vì anh cao hơn anh Hiếu mà anh mắc cười quá. Cái tóc của anh là lên tới đây rồi à, anh làm sao mà anh tính như vậy được, thấy chưa? Cái gì thì cũng phải cho nó hợp lý. Nè coi cái chân nè. Không, tới đây là thắng rồi. Tới cũng ngay cái mé này nè. Ai thắng? Nói cho khán giả, hàng ngàn khán giả đang coi chương trình, nếu mà em thiên vị ngày hôm nay thì lập tức khán giả sẽ tấn công fanpage của em và YouTube của em. Nè anh coi lại đi nè Vũ Lâm. Ha ha. Ghê vậy. Đứng bây giờ lắc lắc lên luôn rồi đó. Ghê vậy. Đứng bây giờ lắc lắc lên luôn rồi đó. Ghê vậy. Thấy chưa, trong cái thời gian mà ăn hiếp em á là anh Hiếu đã có tận dụng hết. Ghê vậy, như cái quần của 500 em hít lên ghê vậy. Nhưng mà rõ ràng nếu mà kết quả mà để cho mọi người công nhận là mọi người phải công nhận đó là anh Hiếu và anh Lâm ngày hôm nay rất là xuất sắc, và cái kết quả rõ ràng bằng nhau, cho nên là cả hai đều thiên vị rõ ràng, cho nên là cả hai đều thắng cuộc. Đứng đi. Cho nên cả hai đều thắng cuộc trong ngày hôm nay. Đi. Không được, không được. Và kết quả này chỉ có một mình Hồ Quang Hiếu chiến thắng thôi. Không chịu, không chịu. Rồi bây giờ sao, chịu quê không? Quê, tha quê. Quê nha. Quê. Quê. Em thứ năm của chúng ta có tên là ăn trứng thích sáo. Cái tên nói hết luôn rồi. Mình không ăn mình nuốt trọng được. Tùy anh thôi ạ. Tùy à? Tùy anh thôi, miễn sao mà cái trứng nó vô bao tử của anh thôi ạ. Nhưng mà anh biết hút sáo không? Biết. Thử một cái nè. Anh Hiếu nè. Anh chắc cái này chắc thua quá, tại vì anh trước giờ anh tập hít sáo hồi xưa hồi nhỏ, tập một năm luôn mà hít không được. Anh hít coi. Hay quá. Dạ về học kỳ lồng tiếng giùm em cái tiếng sáo. Ok anh, em làm liền đây. Vậy một lát nữa nếu mà anh không thể nào mà hít sáo nghe cái từ hứ giống anh Lâm được thì anh chỉ cần é lên một cái thôi là được. Ủa sao không cho anh né? Ủa gì kìa vậy? Anh hít sáo được mà. Không, anh làm không được. Không được luôn. Không được thì thua. Đi đây. Trời ơi, em xí gì lưu lẹo vậy? Chơi gì người nhà em hay? Bồ em hay sao? Không có. Bồ em hả? Không có. Tại sao lại binh bồ vậy? Không có. Chơi gì người nhà em hay? Bồ em hay sao? Có. Bồ em hả? Có. Tại sao lại binh bồ vậy? Có. Thấy thua quá. Thấy thua quá. Thua thì thôi. Dạ. Không, không. Thua là gỡ à. Thua là còn gỡ. Thua là còn. Vậy gỡ là hết sáu đàng hoàng. Còn mới là é. É là é chung. Nhưng mà anh là chơi á hơn thua gì đó. Anh là á é nha. Gì? Anh là á é một cái. A a é. Á é. Còn bên đây anh é thôi. É thôi. Không, anh nghĩ là hết sáu là ok nhất. Ủa anh không biết hết thì đó hả? Còn không thì anh lồng tiếng cho ảnh được không? Ok ok. Hít không ra thiệt luôn á. Không ra thiệt. Ờ chứ tập hoài không hít được. Thôi bây giờ chốt lại là anh á là phải hít sáo, còn bên đây á là phải é giọng bằng giọng gió cho em. É sao coi? Anh é thôi anh, bớt phun. É. Vậy hả? É. Bằng cái giọng gió mà anh phải từ cái cuốn họng. É. Đó, cỡ vậy đó, đúng rồi. Vậy được. Rồi, mình lột vỏ trứng. Mình cầm cái trứng, mình bỏ vào miệng, nuốt hết cái trứng. Sau rồi đó cấp cứu, rồi cấp cứu, nuốt cấp cứu. Mình nhai cái trứng, sau đó nuốt cái trứng. Và sau đó mình é, còn bên đây hít sáo. Ok, ok. Ủa mà sao cái trứng đối với Lâm nhìn nhỏ dữ vậy ta? Dạ tới cái miệng bự anh. Miệng hố đen vũ trụ mà. Rồi, 30 giây dạ. Để thua rồi đó. Phải có niềm tin chứ anh. Không, nhìn nó áp đảo quá, miệng nhìn nó áp đảo quá. 30 giây, bắt đầu. Chết rồi. Hiếu từ từ rồi, Hiếu. Hiếu ơi. Ai hít sáo trước, ai é trước là thắng đó nha. Mà phải é ra tiếng nha. Oh.
thì anh bên đây thứ sáu chưa được kìa. Kìa. Mười giây cuối cùng, dán é đi anh. 10 giây cuối cùng. Dán é đi anh. É. Em đi. Em đi. Có chơi đàng hoàng không? Em đi. Em hãy nhìn thẳng vào máy quay và em tự nói với lương tâm của mình. Em hãy nói với chính lương tâm của Tường Vi là em có nghe anh Lâm kêu không? Dạ không. Trời đất ơi, quá trời. Em không có nghe. Không, không nghe thiệt, không nghe. Đâu ai nghe đâu. Giờ ba người, hai người không nghe là không nghe rồi đúng không? Quá trời. Không luôn. Tôi đã bị úp sọt.